Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chu Tu Thạch siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ thân thể mạnh mẽ này đủ để rung trời cao. So với nàng lúc trước biến thành đại yêu mạnh hơn gấp mấy lần, khó trách có thể khống chế bất hủ kiếm ý ngàn năm qua không ai có thể học được. Có thân thể này, về sau còn cần biến thành đại yêu cái gì nữa? Giữ lại một cái này xong là được. Chỉ là thể lực hơi kém chút, có chút hư nhược, điểm này không bằng ta. Văn trùng kiếm quét ngang kiếm quang, lấy man lực dung chuyển võ thần trong trượng. Đao kiếm hỗ trợ, không gian xung quanh đồng thời nổ tung, toàn bộ mảnh vỡ lấy một loại trạng thái lơ lửng, chậm trễ không cách nào sửa chữa phục hồi lại. Võ thần liên tục rút lui, Chu Tu Thạch lần đầu sử dụng thân thể lục bắc, đánh giá cao lần nữa biến thành đánh giá thấp như cũ. Một bước đạp vỡ hư không, suýt nữa cắm đầu lao vào bên trong. Không có sóng âm chấn động rít gào gì cả. Lực đạo mãnh liệt dồi dào đều có hiệu ứng với thế giới trong kính, ảnh hưởng như thác nước, như thủy triều, cuồn cuộn tràn vào hư không màu đen. Va chạm mãnh liệt, Chu Tu Thạch và võ thần chịu nổi, cơ thần không cách nào thừa nhận. À, là thân pháp tu, bản lĩnh cận chiến rất kém, thể cốt xa xa không có cường tráng giống như quần áo. Cảm ứng được thủy nguyệt quan không kính rên rỉ, vội vàng vung ra một cái bí cảnh phù hợp tư cách thay thế. Bí cảnh vừa mới vung ra, chính là một tiếng nổ tung vang lên. Cơ thần chăm chú nhìn lại, lục bắc đã đánh nát hình chiếu của mình. Dưới mắt đang đuổi theo Cố Vân Yến, kim quang tung hoành hiện lên một lưới lớn màu kim. Không ngờ lại lấy cảnh giới hợp thể kỳ đánh cho độ kiếp kỳ không hề có lực hoàn thủ. Cố Vân Yến ngược lại cũng muốn đánh trả, nhưng lão ta làm không được. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm ứng tới. Chỉ biết thân thể đã tràn đầy nguy cơ, không có hoàn thủ lại, sẽ phát nổ. Mời bảo bối hiện thân. Hào quang đâm xuyên qua, sọ não Cố Vân Yến nổ tung một hồi. Thân hình không đầu lảo đảo trong chốc lát, phanh một tiếng thẳng tắp cắm đầu rơi xuống. Thủ đoạn của Cố Vân Yến mạnh hơn Cơ Tín, mặc dù đại bại cũng không nên nhanh như vậy. Nếu nhất định phải nói nguyên do thì là không có diễn viên, tất cả đều do nghĩ nhiều. Cố Vân Yến không phải người ngu, cân lượng của mình như thế nào phải biết rõ. Lão ta độ kiếp trăm năm, thực lực khó tiến thêm nữa, chậm trễ không dám đối mặt với lần lôi kiếp thứ hai, bị cơ thần cùng cơ phụ điên thủ tới Nam Đầu Thành mời, đã biết rõ cơ gia không có lòng tốt. Kêu lão ta xuất công có thể, xuất lực thì không. Về phần lão ta không xuất lực dẫn đến hai vị hoàng tộc họ Cơ thân vẫn, không thể nào, tuyệt không thể nào. Tây Yến chuyến này binh hùng tướng mạnh, tuyệt không có khả năng thất thủ, võ chu là thất bại chắc chắn. Thân hình không đầu ngã xuống hư không, đập nát một mặt gương đồng. Thiếu niên trăm tuổi Chu Điệu đánh nát hình chiếu bản thân, giết đến đỏ mắt không hề nghĩ ngợi, vung tay nắm ầm ầm đánh tới ám khí rơi trên đỉnh đầu. Một tiếng trầm đục vang lên, Cố Vân Yến đập vào trong vòng xoáy bên ngoài. Thấy Chu Điệu không thuận theo, không buông tha còn dám tiếp tục tấn công, trái tim khó tránh khỏi, có chút ít bực tức. Lão không muốn đắc tội cơ gia, cũng tự nhiên không phải đối thủ lục bắc. Thuận thế bị thua chỉ cầu nằm ngửa kết thúc trận chiến này, nhưng một tên hợp thể kỳ vậy mà lại dám đánh đến tận cửa. Thực sự coi lão nhân gia đáng bị khê dễ không bằng. Tâm niệm dựng lên, quỷ ảnh lắc lư, lĩnh vực nồng đậm trong bóng tối chiếm cứ toàn trường. Bành! Lục bắc một quyền tiếp một quyền đánh nổ nát gương đồng, xuyên thẳng qua từng thế giới, truy đuổi theo cơ thần. Khi gặp phải hình chiếu ngăn cản, hoặc là lấy thần tốc lách qua, hoặc là quyền phong ân cần thăm hỏi. Ví dụ như hình chiếu Cố Vân Yến, cơ phụ, có thể trốn tuyệt không ham chiến. Lại ví dụ như Chu Tu Thạch và hình chiếu của chính hắn, vừa xuất hiện chính là một phát kiếm quyền giữa ngực trực tiếp đánh bại. Phía trước cơ thần xuyên thẳng qua mặt kính, nhờ quang ảnh đi vòng vèo chạy trốn, hai mắt hoảng sợ giống như gặp phải quỷ vậy. Cũng không thể nói quỷ như vậy, trước mặt tu sĩ độ kiếp kỳ, quỷ vật cũng vô cùng nhu thuận,
nào có hung tàn giống như Lục Bắc. Thủy Nguyệt Quan Không Kính là pháp bảo tính mạng tương giao của cơ thần. Sử dụng nó như cánh tay, nói là kính người hợp nhất cũng không quá đáng. Tự tin mặc dù hình chiếu hơi có khuyết điểm nhỏ nhặt, không so sánh được với chân thân thuần thục khống chế thần thông toàn thân, nhưng cả hai gặp nhau, ai mạnh ai yếu cũng không tuyệt đối. Năm đó, chính là dựa vào chiêu này, lần lượt tạo ra hình chiếu, cứng rắn kéo cho Chu Tu Thạch nắm giữ ngũ thải thạch sụp đổ. Hôm nay gặp phải Lục Bắc, hắn một không sử dụng kiếm thuật, hai không cần pháp bảo. Tiên thiên kim tinh không tính, thủy nguyệt quan không kính không cách nào mô phỏng, chỉ có thể biến ra một cái hồ lô ngọc bích trống rỗng, bên trong không có gì cả. Tay không vũ khí xịn, đấu pháp nhìn như hoang đường, nhưng hết lần hay tới lần khác lại kiềm chế thủy nguyệt quan không kính, đuổi giết ả ngoại trừ chật vật bỏ chạy, còn không có phương pháp nào khác. Cơ thần không hiểu, hình chiếu rõ ràng không kém bao nhiêu so với Lục Bắc, tại sao đối mặt một chiêu cũng không tiếp nổi. Mời bảo bối hiện thân, phiền thiền ấn. Hai mắt Lục Bắc lóe lên kim quang, hiểu rõ lộ tuyến gương đồng khúc xạ quang mang, đồng thời khống chế hai kiện pháp bảo cắt ngang thông đạo gương đồng phía trước, cắt đứt đường lui của cơ thần. Người sau vội vàng hấp tấp lộ ra bản thể, quay người lắc lư chuông lục lạc trên tay, đùng một tiếng đau nhức kịch liệt truyền tới, kim quang đã đến trước người. Năm ngón tay Lục Bắc chế trụ cổ tay cơ thần, giữ chắc chuông lục lạc không cách nào truyền ra tiếng. Trong khi trong mắt của cơ thần đột nhiên co lại, dùng đầu hung ác ngang ngược đập tới. Nhân kiếm hợp nhất. Bạch quang thiêu đốt bạo khai kiếm trụ ngút trời, thân thể cơ thần đi theo hư không, cùng nhau nát bấy lõm xuống. Lực chấn động quỷ dị tràn vào trong tất cả xương cốt và tứ chi, xé rách máu thịt, nghiền nát gân cốt. Nguyên thần run rẩy khó có thể tự kiềm chế. Chỉ vẻn vẹn một kích đã rơi vào kết cục bị trọng thương. Mời bảo bối hiện thân! Mời bảo bối hiện thân! Cơ thần là pháp tu độ kiếp kỳ, thân thể không hề cường mạnh cỡ nào, nhưng nguyên thần thì lại lớn mạnh hơn rất nhiều. Trảm tiên phi đao cũng phải mài rất lâu mới đánh tan được nguyên thần của ả. Phanh một tiếng, hai kiện trang bị phát nổ. Lục lạc chuông và gương đồng. Lục lạc chuông buộc trên chuỗi cổ tay, dây đỏ, là một món pháp bảo huyễn thuật, thần khí hành hạ người cảnh giới thấp. Bỏ qua Lục Bắc mở hách công phu với chu điệu ý chí võ đạo kiên định, hợp thể kỳ tâm thương gặp mặt chính là cho không. Lục Bắc không quá hứng thú đối với đồ vật này, pháp bảo lục lạc chuông với dây đỏ vô cùng nữ tính, không thích hợp hắn đeo. Hơn nữa, cho dù không có lục lạc chuông huyễn thuật, hợp thể kỳ tâm thường gặp phải hắn cũng là cho là không. Không khác gì gân gà có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Trước thu lại, hôm nào đó ngồi dưới ánh trăng, lại tìm cơ hội tặng ra ngoài. Gương đồng hình vuông, khắc đầy phù văn chú pháp, bốn phía là hơi nước làm gọng kính. Gương tên Thủy Nguyệt Quan Không Kính, tư cách pháp bảo tính mạng tương giao với cơ thần, là thiên địa chí lý cảm ngộ của từng bước một từ luyện hư cảnh đến hợp thể kỳ, sau cùng vượt qua lôi kiếp mới ngưng tụ thành trí bảo, thần thông cường đại, diệu dụng vô cùng. Riêng bổn sự hình chiếu của pháp bảo này đã có thể đảm bảo cơ thần chiếm cứ một chỗ cắm rùi bên trong tu sĩ độ kiếp kỳ. Lục Bắc cũng không vội vã luyện hóa, há miệng hút hai kiện pháp bảo vô chủ vào trong bụng, một quyền đập nát hư không, đi đến những cái không gian bí cảnh phù hợp khác. Hai phần chuông lớn va chạm trước mắt, kim quang chóng mặt xuất hiện, tiếng vang như chấn đôi. Trên băng nguyên mênh mông, Triệu Thi Nhiên cầm kiếm cuốn động gió lạnh, nhờ có Khô Thiền Trung Lục Bắc lưu lại thủ hộ. Hiện giờ trạng thái của nàng đã tốt hơn, có thể chiến đấu với hình chiếu của mình. Hình chiếu cũng là một cái kim trung, so với một cái phục khắc lại trang bị của Triệu Thi Nhiên. Hai người không cách nào phá vỡ phòng ngự của đối phương, từ trận chiến thiên về một bên chém giết, biến thành thiên về hai bên tung chiêu. Triệu Thiên Nhân không còn lo lắng tính mạng, coi như cũng buông tay buông chân chiến đấu. Điểm kinh nghiệm không ngừng cộng cộng, tuy rằng vẫn còn túi bắp như trước, nhưng ít ra không phụ lòng cảnh giới hiện nay của nàng, không đến mức bỡn cợt thái âm sát thế đạo không đáng một đồng. Lục Bắc bước tới, nhìn thấy cảnh này, bỗng do dự trong chốc lát, cho Triệu Thiên Nhân một ánh mắt khích lệ, giơ lên thuận thế hạ nắm đấm xuống đi đến không gian bên dưới.
Cơ thần đã chết, thủy nguyệt quan không kính không có người khống chế. Đạo hình chiếu này là đối thủ của Triệu Thi Nhân, cũng là cơ hội tích lũy kinh nghiệm không nhiều lắm để nàng từ từ luyện đi. Trong hư không tối tăm, tiếng chém giết rung trời. Chu Tu Thạch mượn pháp bảo tính mạng tương giao ngũ thải thạch, một so với một phục chế lại thân thể tông chủ Thiên Kiếm Tông, cầm văn trùng kiếm trong tay phá toái hư không, kéo cơ phụ hiển hóa thành võ thần cùng nhau rơi xuống bóng tối. Võ thần thân cao trăm trượng, quanh thân lượn lờ phù qua màu đen, thân như núi, ánh mắt giống như trụ, long tức đao trên tay có thể động trời, mỗi lần vung vẩy đều có cuồn cuộn hắc quang điên cuồng bộc phát. Cơ phụ đi đường dùng võ phá đạo, truy cầu tuyệt đối cùng cực hạn. Long tức đao đánh đâu thắng đó, chiến giáp màu đen không thể phá vỡ, là tu sĩ có tính cách và pháp bảo đều vô cùng cực đoan. Nói muốn trảm nguyên thần Chu Tu Thạch báo thù vì Cơ Tín, lúc động thủ đảm bảo tuyệt đối nghiêm túc. Chu Tu Thạch mượn pháp bảo biến hóa thành bộ dáng lục bắc, tốc độ và sức mạnh đều đã bạo tăng tới trình độ mà nàng không cách nào thích ứng. Từ lúc đầu không thích ứng, đến giờ vẫn không thích ứng, một mực không thể tìm tới phương pháp tùy tâm khống chế. Tốt là ở chỗ, thân thể lục bắc không cần thần thông phụ trợ gì, một quyền cước đều có uy năng lớn lao, lỗ mãng là xong việc. Hai người giết tới chỗ sâu trong bóng tối, pháp lực của cơ phụ dần không chống đỡ nổi. Thân hình trăm trượng thu nhỏ lại, lấy đao tái chiến, mũi nhọn không kém lúc trước. Một đao chống trời khuấy đảo hư không hỗn loạn, chỗ mắt có thể nhìn thấy, khí lưu hỗn loạn cuồn cuộn trải rộng ra, trong nháy mắt biến mất, phát lên vài đạo tia hỏa thủy phong tồn tại tạm thời. Vô tận khí lưu nổ tung, võ thần khoác khôi giáp nón trụ trên người, long tức đao trên tay có thể chạm vạn vật, đích thực là mạnh không thể cản. Chu Tu Thạch bứt ra nhanh chóng lùi lại, không dám trực diện mũi nhọn. Xem nhẹ sức bền không nói tới, thân thể lục bắc chỗ nào cũng tốt, nhưng bởi vì rất tốt, tốt đến vượt quá dự tính, dẫn đến nàng ta trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng. Đánh đến bây giờ, bởi vì tốc độ quá nhanh, không cách nào kịp thời phanh lại, đã bỏ lỡ mấy lần thời cơ chiến đấu tốt. Mời bảo bối hiện thân. Một đạo hào quang xuyên thấu bóng tối, chui vào mi tâm võ thần, chợt nghe thấy một tiếng rằng rặc giòn tan. Võ thần lảo đảo lui ra sau, suýt nữa buông bỏ long tước đao trong tay xuống. Vị trí mi tâm, lớp giáp không thể phá vỡ lõm xuống ba tấc, vết rách giống như mạng nhện tản ra đến xung quanh, tràn ra từng sợi huyết dịch đỏ thấm. Lục Bắc nhướng mày, thu hồi hồ lô ngọc bích, hôm nay tần suất xuất hiện của thiên kim tinh rất cao, tiếp theo đã vô lực, rất khó có thể biểu hiện cao giống như lúc trước. Trước thu lại, sau khi tới thời điểm cướp đầu người lại dùng. Sao người lại tới đây? Cơ thần đâu rồi? Chu Tu Thạch nhíu mày nhìn bên cạnh, e sợ Lục Bắc không phải con người kéo lại cho mình thêm một địch nhân. Chết rồi, đã chết. Chu Tu Thạch nghe vậy sững sờ, cho là mình nghe lầm, nhất thời có chút hoài nghi. Không thể nào, lúc này mới bao lâu, đối thủ trong số mệnh của nàng cứ như vậy không còn. Có cần nhanh như vậy không? À, mau đầu tiểu tử này vốn rất nhanh. Đã chết, tan thành không khí khắp nơi đều có, thi thể đáp ứng ngươi đã không còn nữa rồi. Lục Bắc quan sát Tiểu Bạch Kiểm bên cạnh, trong lòng rất là im lặng. Hôm nay đi ra ngoài không xem địch, chỗ nào cũng có người bắt trước mặt của hắn. Bắt trước thì bắt trước, còn không có chút ý thức bản quyền. Hắn đang muốn hỏi một câu, phải chăng Chu Tu Thạch có thể thiên biến vạn hóa, bộ dáng người nào cũng đều có thể biến. Nếu như mà nói có thể, lịch sự mời nàng ta tới tầng hầm ngồi một chỗ. Chu Tu Thạch còn đang chìm trong tin vui cơ thần đã chết, tràn đầy nghi vấn không biết nhắc tới từ đâu, chỉ thấy hắc quang gào thét trước mắt, hóa thành kim quang vội vã né đi. Lưỡi đao mạnh mẽ chém qua, xé rách thân hình Lục Bắc, một phân thành hai. Một giây sau, tàn ảnh tan biến khỏi chỗ cũ, một nắm đầu lượn lờ bạch quang càng dần càng trở nên to lớn trong mắt võ thần. Một cỗ sức mạnh mênh mông to lớn không cách nào dùng ngôn từ hình dung chậm rãi trải rộng ra, chấn động bát hoang lục hợp. Chưa tới gần sát khuôn mặt, liền có lực đạo cổ quái quẩn quanh xương cốt tứ chi của võ thần. Áo giáp không tự chủ được đồng cảm, ông rung động nhỏ không thể điều tra, sau đó lại chấn động tần suất cực cao. Cảm thụ quyền phong ẩn chứa lực đạo kinh khủng,
Võ thần giống như phát cuồng gào thét. Phù văn hắc quang chớp mắt tăng vọt, thân thể sụp đổ tản ra biên độ sóng, giống như núi cao bất động tại chỗ. Ầm. Quyền phong oanh kích vào mặt, lõm xuống mặt đất, bạch quang bất thủ bỗng nhiên bộc phát. Lưu quang không hối, một cái chớp mắt ngàn dặm. Võ thần thuận theo bạch quang cường thế bộc phát bay ngược ra, áo giáp tắm gội bất thủ kiếm quang, phù quang lúc sáng lúc tối, cuối cùng thủ vững không ngã, ngăn được một kiếm này. Lợi hại, có thể liên tục ngăn đại thần thông, kiếm pháp của bổn tông chủ. Thân túi da này của ngươi cũng có chỗ đáng khen. Nói, nhặt được ở đâu? Có phải ở bên ngươi một lão đạo có tròm râu hoa râm hay không? Lục Bắc lớn tiếng quát, thấy cơ phụ ngoài ngàn dặm không trả lời. Lập tức chỉ trích đối phương có thật giật mình, dùng khí kiếm pháp ngưng tụ ra thiết kiếm, bước ra một bước đi tới trước mặt võ thần. Thiết kiếm màu đen chém nghiêng xuống, âm âm bạo khai một mảnh tia lửa, lưu lại một vết màu trắng trên khải giáp. Quả nhiên là ngươi làm, cầu tặc mà sư phụ nói chính là ngươi. Lục Bắc giận quá, một quyền đấm vào mặt võ thần, nện cho áo giáp lần nữa lõm xuống. Bạch quang trôi xoa, oanh kích võ thần giống như lục bình không căn, chập chờn bay đến phương xa. Kim quang một cái chớp mắt đuổi theo, quyền phong thiết kiếm liên tục bạo khai bất thủ kiếm quang, áp bách cơ phụ phản ứng giống như bị chậm nhất mấy nhịp, càng khỏi phải nói tới phản kích. Tên quái vật này là kiếm tu sao? Thể tu mới đúng nha. Chu Tu Thạch đứng từ xa nhìn xem, theo bản năng liếm điếm bờ môi dưới. Dưới quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nàng ta có chút thèm. Nhìn thế công hoa mắt của Lục Bắc cũng biết hắn có nguyên bộ thần thông kết hợp với thân thể mạnh mẽ, bởi vậy có thể thu phát tự nhiên, thi triển sức mạnh và tốc độ tùy tâm sở dụng. Chu Tu Thạch đã nhận được thân thể Lục Bắc hạn mức cao nhất cực cao, tiềm lực vô cùng, dùng tốt đến mức căn bản không dừng lại được. Về sau không muốn đổi thân thể khác nữa, dưới mắt lại nổi lên cơn thèm muốn thần thông xứng đôi với thân thể Lục Bắc, suy nghĩ phải trả giá đại giới gì mới có khả năng đổi lấy vật trao đổi bên trong tay mình. Kim quang đan dệt thành một chiếc lưới lớn, võ thần định dạng trong đó, mắt thường có thể thấy được phản ứng vô cùng trì độn của võ thần. Phù quang màu đen ảm đạm, áo giáp không thể phá vỡ dĩ nhiên, đã đến biên giới sụp đổ, tùy thời đều có thể bị một kiếm chém bạo. Võ thần điên cuồng hét lên một tiếng, hắc long gương đồng hộ tâm gào thét, một hơi ngậm chặt Lục Bắc, hư ảnh ầm ầm phóng tới phương xa. Nhẫn nhịn hồi lâu đánh ra một đại chiêu, không trúng. Cơ phù vung vẩy long tức đao trong tay, chém dụng kết giới bát vương, trồng lên quan tài giáp bảo vệ mình ở chính giữa. Không nên đụng vào, đó là truyền tống trận. Bên tai nghe thấy tiếng truyền âm của Chu Tu Thạch, Lục Bắc bước nhanh ba bước, thiết kiếm lần nữa bổ xuống, rơi vào trên vị trí kết giới màu đen. Ánh sáng màu trắng thiêu đốt phân cách kết giới, chạm đứt cả truyền tống trận, lưu quang tùy ý tung hoành, khí thế không ngừng dừng lại chém vào trên người võ thần, đánh vỡ một chút phù quang sau cùng, tuyên cáo áo giáp không thể phá vỡ này bị mài mòn giá trị đạt tới điểm cực hạn. Chết! Hai mắt Lục Bắc nở rộ kim quang, mũi thiết kiếm chém thẳng đến gương đồng hộ tâm. Trước đây, khí kiếm pháp là do đạo ý của Lục Chu chế tạo. Đổi cảnh giới tu sĩ mà nói, hợp thể kỳ, mạnh cũng có hạn. Bị kiếm hung độc cô bổ đến nghiền nát, đồng thời cũng tạo cho độc cô ảo giác rằng lão có thể một lần đánh vỡ bất thủ kiếm ý. Hiện tại gia nhập hai đạo kiếm ý, thần tiêu và thao khuyết của Thái Phó, cảnh giới thăng đến độ kiếp kỳ. Mũi nhọn xa hơn trước kia, một chút hàn mang đâm phá hộ tâm kính, dễ dàng chui vào xuyên thủng lồng ngực võ thần. Phương xa, Chu Tu Thạch thầm nghĩ hung tàn, dùng thế xét đánh lấy ra bát quái kính, muốn bổ sung một đạo. Đúng lúc này, áo giáp trên người cơ phụ thu nạp, một cái chớp mắt chui vào cơ thể, hai con người trái phải tuôn ra một đen một trắng, hợp lực giết người, hiển hóa thành cá bơi thái cực. Lục Bắc quyết định thật nhanh, kiếm ý bộc phát, nổ nát lục phủ ngũ tạng cơ phụ, lưu lại một đạo lực chấn động, sau đó nhanh chóng bứt lui ra, đi tới sau lưng Chu Tu Thạch. Cá bơi đen trắng há miệng phun ra nuốt vào, vô hụt Lục Bắc đã bỏ chạy. Một tòa đại môn màu đen hiển hóa lộ ra trong hư không. Hai miếng hắc thiết giống như do xương trắng đan chệt, bên trên trà một tầng mực nước, có vẻ ma yêu quỷ quái, ác quỷ hoành hành. Màu sắc tươi sáng rõ nét cực kỳ có lực đánh vào thị giác. Quỷ vật trông rất sống động, dương nanh búa vuốt, trăm ngàn đạo tiếng cười dữ tợn dung hợp cùng một chỗ. Cực kỳ ồn ào,
làm cho Lục Bắc đau đầu nhức óc. Thân hình Chu Tu Thạch nhoáng một cái, dưới sự kinh hãi rời khỏi trạng thái biến thân, trở về hình dáng vốn có. Cửa sắt màu đen chậm rãi mở ra, hai ác quỷ dậm chân đi ra, một đen một trắng, đều bị cắt mất lỗ tai và mũi, hai mắt môi khâu kín băng chỉ đen, khóa sắt quấn quanh thân, kích thước giống như hai cánh tay, trong lúc hành tẩu còn có âm thanh rầm rầm thật lớn vang vọng. Tề Yến, vô sinh bôn. Chu Tu Thạch gương mặt ngưng trọng nói, vung vẩy đạo bào tìm đạo quán, kéo lấy Lục Bắc giấu kín trong đó. Vô sinh môn là pháp bảo trấn quốc của Tề Yến. Phàm nhân vào cửa này chăm chết vô sinh, tu sĩ vào cửa có kiếp nạn thiên nhân ngũ suy, nhất quyết không được tùy tiện đụng vào. Lục Bắc nguyên bản còn vùng vẫy, vừa nghe lời này lập tức thành thật, bàn tay để ngang trước ngực Chu Tu Thạch cũng bất động. Nói ra khả năng ngươi không tin, sinh tử môn không phải bổn tông chủ nói là vô sinh môn. Thật ra là pháp bảo sư phụ ta đánh mất bên ngoài 500 năm trước. Đã tìm kiếm lâu rồi, không ngờ bị Tề Yến nhặt được. Lục Bắc lộ vẻ mặt nghiêm túc, giận dữ vì bảo vật của môn phái Long Đong rơi vào trong tay tặc tử. Ta tuyệt đối không tin, Tề Yến thành lập đất nước được ngàn năm rồi. À cái này, ngàn năm trước Tề Yến đã trộm cướp pháp bảo 500 năm sau của sư phụ ta. Tên họ Cơ nào lợi hại như vậy, lại có thần thông vượt qua thời không? Là thời gian Cơ sao? Lục Bắc trợn mắt há hốc mồm. Chu Tu Thạch chẳng muốn quan tâm đến hắn, điều khiển đạo quán hóa thành tử giới, tránh né hai quỷ vật truy bắt. Hai ác quỷ không mắt không miệng, không tai không mũi, kéo theo xiềng xích trên người hành tẩu. Hết lần này tới lần khác cảm giác lại rất nhạy cảm, tốc độ cực nhanh. Đạo quán biến thành tử giới, óng ánh một chút quang huy, dưới sự điều khiển của Chu Tu Thạch liên tục né tránh hai ác quỷ đuổi bắt. Lần đấu pháp này cũng không kéo dài bao lâu, người thần bí khống chế vô sinh môn giống như có chủ quý kỵ, triệu hồi hai con ác quỷ, khép lại hai cánh cửa sắt màu đen vẽ đầy bách quỷ, mang theo cơ phụ phá vỡ hư không, một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Kẻ đối diện có lai lịch gì? Độ kiếp kỳ Tề Yến sao? Người nọ có cơ hàm, là một địa tiên độ kiếp thất bại. Chu Tu Thạch lãnh đạm. Ủa? Địa tiên không có nỗi khổ lôi kiếp, là người tự do nhất trong thiên địa, rất nhiều chỗ tốt. Vì sao tất cả mọi người không học theo địa tiên, lúc độ kiếp cho thêm chút nước? Lục Bắc không hiểu liền hỏi. Theo tình báo hắn nắm giữ, không biết phi thăng sẽ bay đến nơi quỷ quái gì. Nếu là một chỗ đại lục khác còn tốt, tiếp tục là một làn sóng phá hoại. Nếu như là địa ngục, cả đời khổ tu chẳng phải lãng phí thời gian rồi sao? Khác gì sống uổng trên nhân gian một chuyến. Độ kiếp không dễ, độ kiếp thất bại may mắn mà sống sót lại càng không dễ. Chu Tu Thạch cười khổ hai tiếng, hai ngón tay kẹp lấy da thịt trên mu bàn tay Lục Bắc, kéo tay tặc tử rời khỏi trước ngực mình. Nếu ta có phương pháp độ kiếp không chết, sớm đã tu thành địa tiên, sống một cuộc đời tiêu sái, chứ không phải chấp mê tiên đạo chết mà không hối hận. Đã hiểu, đều bị bức mà ra. Có thể nói là như vậy, nhưng mà cũng có tu sĩ một lòng hết sức chân thành, chỉ vì thành tiên. Nói tới đây, Chu Tu Thạch hơi ngừng chút, hai mắt híp lại. Thái phó chính là loại người này, người nhìn nàng, một thân nhông nghênh, gặp ai cũng cao cao tại thượng, quả thực làm cho người ta chán ghét. Chưa còn gì nữa, nhìn thấy là phiền. Lục Bắc liên tục gật đầu, nhắc tới cái này hắn lập tức thấy không còn mệt nhọc. Cố gắng nỗ lực, có cơ hội đánh rớt nàng xuống phàm trần, tranh thủ để cho nàng sinh mấy đứa, cho nàng chết mệt. Chu Tu Thạch vỗ bờ vai Lục Bắc, cổ vũ hắn cố lên. Lục Bắc, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Đúng rồi, vừa nãy ta biến thành hình trạng của ngươi, nhưng mà lúc thi triển tay chân có vài phần không thuận ý. Lục Tông Chủ có biện pháp gì tốt không? Sau khi nói luyên thuyên, Chu Tu Thạch thuận miệng nhắc tới chuyện chính. Lục trước nói, bọn Tông Chủ hỏi ngươi chút. Lục Bắc hai mắt híp lại. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi có thể biến thành bộ dáng thái phó hay không? Ngươi đừng trừng mắt, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là nhìn nàng có chút sợ hãi, muốn mượn thần thông của ngươi tăng thêm chút lá gan. Chu Tu Thạch bên ngoài cười nhưng trong không cười, lực bất tòng tâm. Vậy có lẽ ngươi phải thất vọng rồi. Ngũ thải thạch mô phỏng hóa thân, lui âm, lấy dương, chỉ có thể biến thành nam nhân thú như ngươi, không biến thành nữ nhân được.
vậy chẳng phải là phế thạch sao? Lục Bắc không biết Chu Tu Thạch nói thật hay giả, tạm thời lựa chọn tin tưởng, bĩu môi. Nếu thế bọn tông chủ cũng không có biện pháp gì tốt, về sau ngươi biến thành hình dáng của ta, đụng núi nhiều chút, dần dần sẽ quen thuộc thôi. Quen thuộc là không thể nào. Thuộc tính sức mạnh ngược lại còn dễ nói. Riêng phần thần tốc toàn thân của hắn đến từ huyết mạch thần thông của Kim Sĩ Đại Bằng. Nhanh đến mắt thường và thần niệm đều không cách nào bắt được. Nếu không có thần thông thần mục phối hợp, có thể nghiệm chứng thực chiến cực kém, không tồn tại khả năng thích ứng. Chu Tu Thạch muốn dùng bảng giao diện cá nhân của hắn làm mưa làm gió, đời này là không thể nào rồi. Lúc gặp phải xét đánh, tranh thủ lấy ra dùng chút, kiếp sau tìm đến thai của một con chim, cố gắng có lẽ còn có hy vọng. Hai người chờ đợi tại chỗ một lát, sau khi Chu Tu Thạch xác nhận vô sinh môn đi xa không phản hồi nữa, mới điều khiển tử giới đụng nát hư không, di chuyển tới vị trí tu sĩ còn lại của võ chu. Rất nhanh, đã tìm về đám người Triệu Thi Nhiên. Còn thiếu người cuối cùng, chủ điệu. Bí cảnh phùng hợp, không gian một mảnh đen nhánh, ma niệm rắc rối khó gỡ hiển hóa một gốc cây cự mộc thương nhiên. Nhìn như linh căn thiên địa ít có, thực ra là một kiện pháp bảo. Cự mộc màu đen, cành lá rậm rạp, chính giữa có mấy trái cây đỏ rực, một trái lớn nhất bọc hình người, nở rộ hồng mang, có quỷ quy luật. Chu Điệu khoanh chân ngồi trong phong ấn, thân hình khô héo giống như bị rút lấy nhiều tinh huyết nguyên khí, nhưng ý chí võ đạo vẫn thủ vững đạo tâm. Mặc dù thân hình héo rũ, nhưng ma niệm thủy chung không cách nào xâm lấn. Cố Vân Yến ngồi ngay ngắn trên tán cây, theo trái cây đỏ rực trên thân tràn ra tia sáng có quy luật, quanh thân dâng lên tiên vụ linh khí mịt mù. Ánh mắt của lão ngưng tụ nhìn vào trái cây bọc Chu Diệu, âm thầm kinh hãi. Lâu như vậy vẫn không thể luyện hóa, quả thực có chút năng lực. Vốn tưởng ngươi chỉ là một tên võ phu, không ngờ đạo tâm lại cương nghị đến thế. Cũng được, tiêu hao ngươi trong chốc lát, tránh cho ngươi nói ta rảnh rỗi, nói ta qua loa cho xong. Đang cảm khái, bỗng không trung dồi dào áp khí dày đặc chảy ngược, một chiếc đại ấn vuông vắn rơi thẳng xuống, có lực lượng nhất thiên áp vạn quân, đè sập một phương tiên địa truyền ra vô tận tiếng gào thét. Cố Vân Yến vũ động hai tay, dùng trường ấn trực kích lên không trung. Theo sóng trường đánh ra, đại đạo hắc mang xuyên thẳng qua hư không, hắc ám bao phủ bầu trời, không chỗ nào không đến, không chỗ nào không có. Vô tận bóng tối ngưng tụ, hai đại địa thủ che khuất bầu trời khởi động. Một là trưởng trời, một là trưởng trăng, nhật nguyệt hợp nhất vào một chỗ, lĩnh vực bóng tối thuận thế mà sinh. Âm, cuồng phong quét sạch, vô tận tiếng thần khóc quỷ sầu vang lên. Phiên thiên ấn đập vào vòng xoáy trở lại trong tay Đục Bắc. Cố Vân Yến thu tay áo, tràn đầy ngạc nhiên nhìn lên trời cao. Không chỉ Đục Bắc, Chu Tu Thạch cũng ở đây. Vậy cơ thần và cơ phụ đi đâu? Chẳng lẽ... Chớp mắt một cái, đầu Cố Vân Yến tràn đầy mồ hôi lạnh. Quả thực lúc bị hai người mời đến nơi đây, trong lòng bọn họ khẳng định không hề có ý tốt gì. Nghĩ ý ác độc chút, hẳn là để cho lão táng mệnh ở võ chu. Từ đó Nam Đầu Thành không còn chỗ dựa, hoàn toàn bị Tiên Thiên Phủ nắm quyền. Nhưng cho dù không có lòng tốt thế nào, hai người cũng là đại năng độ kiếp kỳ Hoàng Thất Tề Yến, căn cơ của một quốc gia, sức mạnh trọng yếu nhất của họ. Cố Vân Yến hoàn toàn có thể tưởng tượng, cơ thần và cơ phụ đã chết, mà lão vẫn sống. Hoàng Thất sẽ nghĩ thế nào, lại sẽ bào chế Nam Đầu Thành như thế nào? Mạng ta xong rồi. Cố Vân Yến thầm nghĩ xong rồi, mặc dù hôm nay không chết, còn sống chạy ra khỏi võ chu, Tề Yến bên đó cũng sẽ không cho lão quả ngon để ăn. Mời bảo bối hiện thân. Phiên thiên ấn lần nữa thất thủ, không thể một kích lập công. Lục Bắc cảm thấy giao dịch bị tổn thất rất nặng, lấy ra Trảm Tiên Phi đao lần nữa dùng, giả vờ giả vịt. Sinh hoạt cần cảm giác nghi thức, tu tiên cũng là như thế. Tiên thiên kim tinh tu dưỡng một ít lát, khí sát phạt đã khôi phục hơn phân nửa, một kích thấy hiệu quả, Cố Vân Yến còn đứng sững sờ không biết làm sao, mi tâm nổ tung, gã kêu thảm ngã xuống tán cây. Lục Bắc không nói hai lời, trở tay lấy ra phiên thiên ấn, oanh oanh bắt đầu xây dựng công trình cơ bản. Tuy rằng món đồ này là hàng lậu uy lực bình thường, nhưng được cái là bụng trắng thẳng thắn, phương thức công kích có phần được hắn yêu thích, suy nghĩ khả năng thăng cấp cường hóa, khiến cho nó không phụ với cái danh phiên thiên.
Chu Tu Thạch cầm kiếm xé mở trái cây màu đỏ, phất trần nhàn sợi quấn quanh, kéo Chu Điệu khô quắt ngồi trong đó trở về đạo quán. Vài tên tu sĩ luyện hư cảnh Hoàng Cực Tông vội vã tiến lên, cứu chữa vị thiếu niên trăm tuổi tiền đồ vô lượng này. Có câu rất thực tế, bọn họ có thể chết, duy chỉ có Chu Điệu không được. Mời bảo bối hiện thân. Lục Bắc một tay phiên thiên ấn, một tay chạm tiên phi đao, điên cuồng công kích Cố Vân Yến phía dưới. Chỉ trong chốc lát đã xua tán đi lĩnh vực bóng tối che khuất bầu trời. Có sao nói vậy, đơn thuần là người qua đường, pháp bảo thực sự dễ dùng, đỡ lo là ít dùng sức. Lục Bắc thậm chí đang nghĩ tới việc bỏ qua con đường kiếm tu, đổi thành pháp bảo. Pháp trong pháp bảo. Thừa dịp hiện giờ không ai đăng ký, tìm nhiều người mất của chút, nhặt một chút là pháp bảo bên cạnh di thể, gom đủ 3-50 kiện, lấy nhãn hiệu đoạt chú đoạt bảo, phỉ là đa bảo đạo nhân. Danh hào này mà lấy ra cắt rau hẹ, đảm bảo so với danh hào cũng sẽ dễ dùng hơn. Cự mộc thương thiên màu đen tan biến, Cố Vân Yến liên tục khoác tay, cười khổ biểu thị nguyện ý thúc thủ chịu trói, kêu Lục Bắc kiềm chế thần thông, đừng đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống, sớm muộn cũng khiến người đau chết. Lục Bắc biểu thị hiện giờ điếc tạm thời, giơ tay đánh một phát lên trảm tiên phi đao, thêm một phiên thiên ấn làm nhị tiên kích. Cố Vân Yến có pháp bảo tính mạng tương giao cự mộc phù hộ, trời sinh hùng hậu, có thể nói là tiểu cường bên trong độ kiếp, bị tiên thiên kim tinh đánh tới đánh lui, xuyên qua vài chục lần, nguyên thần vậy mà vẫn còn sống sót. Lục Bắc thấy thế tu hồi hai kiện pháp bảo, dùng kiếm khí pháp bảo cô đọng thiết kiếm đi lên chém giết. Tiểu tử ngươi sát tính rất nặng nha, không thấy người ta đã đầu hàng rồi sao? Chu Tu Thạch ngăn lại Lục Bắc nghi ngờ. Hay là nói ngươi có án cừu cùng đáo, còn là cái chủng loại không chết không thôi? Người qua đường. Lục Bắc nhướng mày, ta và hắn không oán không thù. Chỉ đơn thuần không thích tu sĩ Đại Yến, lần trước lúc ta tới Quan Châu. Phần trần tu sĩ Tây Yến đều chém tận chết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lại còn có chuyện như vậy? Nghe Lục Bắc giảng thuật tiền căn hậu quả, Chu Tu Thạch khó tránh khỏi đánh giá cao hơn một phần ngạc nhiên. Quái thai, không thể tưởng tượng loại người như ngươi vậy mà vẫn còn lương tri. Nói gì đây? Lục Bắc tức mà cười đứng thẳng người. Có phải ngươi có hiểu lầm gì với bản tông chủ rồi hay không? Ta đường đường là tông chủ Thiên Kiếm Tông, nam nhân đội trời đạp đất. Được rồi, Lục tông chủ đừng nói nữa. Chu Tu Thạch không nghe lọt những lời này, liên tục cười lạnh. Từ một khắc ngươi cầm ra văn trùng kiếm tính kế ta, ta đã không có hiểu lầm gì đối với nam nhi đội trời đạp đất nào đó. Lời này sai rồi, cái này gọi là chiến thuật ngươi hiểu không? Nếu không phải bọn tông chủ trong cái khó ló cái khôn, điệu hổ đi sơn lừa gạt cơ gì đó rời đi, thừa cơ lẻ ra giết một cơ khác, ngươi đã bị Tề Yên giữ lại, trợ giúp lão cơ gia khai trì tán triệp. Nói xong, Lục Bắc cào nhau, nói cái gì mà đồng đội thiếu khuyết hy sinh và tính tinh thần hiến dâng gì đó. Không đợi Lục Bắc nói nhảm xong, Chu Tu Thạch chen miệng. Người này tên Cố Vân Yến, chỗ dựa của Nam Đầu Thành Tề Yến. Cố gia cũng là thế lực tu tiên nổi tiếng trong Tề Yến, là một cây gai trong lòng cơ gia, lão còn sống tốt hơn so với đã chết. Ý của ngươi là... Ngươi hiểu, không hiểu, ngươi xấu xa. Chu Tu Thạch trợn mắt nhìn thẳng, Lục Bắc cũng không nói thêm gì, tản đi thiết kiếm, lưu lại cho Cố Vân Yến bị thương nặng, chỉ cầm đi kinh nghiệm đánh bại. Cuồng xa bí cảnh, trời đất quay cuồng, mây trôi nghiêng đảo. Chu Mục độc chiếm cường địch, đau khổ trèo trống, tóc dài rơi lả tả, có phần chật vật. Đột nhiên, một đạo ánh huỳnh quang nhảy vào bí cảnh dừng lại ở phương xa. Cảm ứng được biến hóa này, Chu Mục vui mừng quá đỗi, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chu Tu Thạch, mau tới giúp ta chém thằng chó này! Ánh huỳnh quang sững sờ, tử giới vèo một cái thoát khỏi bí cảnh, chạy vô tung vô ảnh. Sắc mặt Chu Mục biến hóa, nụ cười cứng nhắc trên mặt, lại nhìn cường địch lộ vẻ mặt hoang sợ phía trước, muốn ngăn cản tử giới rời đi, cắn răng vọt lên. Trận chiến này do lão ngăn chặn cường địch. Bên trong tiểu đạo, Lục Bắc nghi ngờ gãi đầu, khó hiểu nói với Chu Tu Thạch. Quái lạ, không biết phải ảo giác hay không, vừa nãy có người kêu người. Không sai, ngươi nghe lầm rồi. Chu Tu Thạch mặt không đổi sắc, tim không nhảy. Có thể là bổn tông chủ nghe lầm, là tiếng gió, không sai, là tiếng gió.
Không trách được Lục tông chủ, hôm nay gió quả thực hơi ổn chút. Thấy Chu Mục khổ chiến cường địch, Lục Bắc và Chu Tu Thạch đều hiểu tại sao dù đã truyền tín hiệu kêu gọi mà những người kia vẫn không đến, viện quân đã bị ngăn cản. Không cần nghĩ, một đạo viện quân sau cùng, thái phó cùng Chu Siêm khẳng định cũng bị ngăn. Xét nhà không thành lại còn bị xét ngược, rất có loại cảm giác Tề Yến đã khống chế toàn tục, sớm đã biết được kế hoạch thuận thế mà làm. Cân nhắc đến năng lực nắm bắt tình báo nhanh chóng ngoại cảnh của Tề Yến, nhất là Cơ Tín, toàn vào cả trong võ chu thăm dò tình báo thuận tiện tăng cả bản thân, Lục Bắc cho rằng tất cả đều là trùng hợp, mèo mù đụng phải chuột chết, bên trong Hoàng Cực Tông không hề có nằm vùng. Dưới mắt, thảo luận việc bên trong Hoàng Cực Tông có nằm vùng cao thấp hay không không quan trọng. Mấu chốt Tề Yến vận dụng bao nhiêu độ kiếp kỳ, thái phó và Chu Siêm có bị bắt không? Vì sao cao thủ độ kiếp kỳ võ chu chúng ta ít như vậy? Tề Yến người ta ngay cả địa tiên cũng xuất động. Lục Bắc phàn nàn, hắn tới đây để ôm bắp đùi và cướp đầu người. Chưa bao giờ nghĩ tới đây để biến thành một viên gạch. Ở đâu cần liên chuyển tới đó. Tình hình trong nước khác biệt. Chu Tu Thạch trả lời đại khái một câu, lực lượng trọng yếu nhất của võ khu trưởng khống là Hoàng Thất và Hoàng Cực Tông. Hai bên cản tay lẫn nhau, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhiều năm nội đấu nên tiêu hao tinh lực lớn vô cùng, có thể khống chế 9 phần 10 thế lực tu tiên trong cảnh nội, nhưng không có biện pháp đối với thế lực nhất lưu như là Thiết Kiếm Minh, Vân Trung Các, Đại Thiện Tự. Tề Yến thì không, Tiên Thiên Phủ đã tồn tại từ lúc mới thành lập đất nước. Cơ gia phân phối quyền lực xuống dưới, lợi ích lấy làm thẻ đánh bạc xây dựng liên minh. Cho dù là thế lực tu tiên trong cảnh nội không muốn tham dự thế tục, nhưng vì ngăn ngừa những sơn môn khác vượt qua, nhận được tài nguyên nhiều hơn mình, tất cả đều sẽ nghĩ hết biện pháp cầu một chỗ ngồi trong Tiên Thiên Phủ. Thậm chí vì chèn ép đồng hành, củng cố hoặc tăng lên quyền nói chuyện của mình ở Tiên Thiên Phủ, không thể không tận tâm tận lực bán mạng xuất lực cho Tề Yến. Chỉ có một chữ, cuốn. Cấu kết như thế được kéo ra. Đương nhiên, quyền lực là một con dao hai lưỡi, có lợi tự nhiên có xấu. Thế lực tu tiên nhất lưu trong cảnh nội Tề Yến gia nhập Tiên Thiên Phủ làm suy yếu nghiêm trọng thế lực ảnh hưởng của cơ gia. Người người đều có thể có quyền lên tiếng, người người đều muốn tranh đoạt quyền lực cho thế lực sau lưng của mình. Mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc, sớm muộn cũng sẽ bùng phát. Khách quan xuống dưới, võ chu không có phức tạp như vậy. Chỉ cần có lời nói của Chu gia là có trọng lượng. Những người khác, ví dụ như Thiết Kiếm Minh nhảy nhót trước mắt, đang lần nữa bắt đầu lại dưới tay của nhị đại tông chủ, đã kết thúc thời đại từng thuộc về nó. Năng lượng chấn động mênh mông cuồn cuộn lên xuống, như nộ hải cuồng bạo cọ rửa hết thảy mọi thứ trong bí cảnh. Ba thân ảnh lăng không va chạm, Chu Siêm lấy một địch hai, tóc rối điên cuồng bay sau lưng. Hai con người hắc mang đại thịnh, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tựa như ma thần điên cuồng. Phi kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, một vòng mặt trời chói mắt và to lớn phủ xuống nhân gian, nhanh như tia chớp. Kiếm khí mãnh liệt bành trướng, trộn vỡ thế gian, kiếm quang to lớn vô cùng quét ngang bầu trời. Kiếm quang rực rỡ phá hủy hết thảy những vật phẩm ngăn trở phía trước, mạnh mẽ đến không nói đạo lý. Nếu như chỉ nhìn một cái đơn thuần, mặc dù tỷ lệ xa xa không bằng Bất Hủ Kiếm Ý, nhưng lão ở dưới nội tình của cảnh giới độ kiếp gia trì đủ để cho Chu Siêm cảm nhận được áp lực lớn lao. Hai mắt đen như mực của Chu Siêm điên cuồng trừng lớn, khí huyết quanh thân cuồn cuộn, ngưng tụ sức mạnh toàn thân đẩy ra một trường. Chạm! Đào quang đen tối tàn phá bừa bãi bát phương, toàn bộ thiên địa bầu trời đều trở nên run rẩy. Thân đao nhẹ nhàng như trang giấy, mũi nhọn xé nát hư không, ngàn vạn dòng nước đen tối chảy xuống, khiến cho nguyên khí thiên địa dọc đường nó đi qua đều ngưng tụ thành lưỡi đao. Ầm! Vạn dặm hư không cuồn cuộn sấm sét, năng lượng như nước lũ quét sạch đại địa, từng mảnh địa hỏa thủy phong liên tục dựng lên. Mặt trời tan vỡ, kiếm quang tứ tán. Một đạo cột sáng màu đen bay thẳng đến màn trời, đại thủ che trời đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất. Trong chốc lát tựa hồ như có một thế giới tân sinh diễn hóa ra trong lòng bàn tay, huyễn hoặc mộng ảo làm cho người ta như si, như say. Ma quốc trong tay. Trọng Dục Tiêu thì thào tự nói, Diêm Quân nắm tay ho nhẹ, hai thanh thiết kiếm một dài một ngắn đứng ở bên dưới. Sớm nghe nói người này bái sư Đại Thiện Tự, sau đó bị trục xuất khỏi sơn môn. Ban đầu tưởng rằng Hoàng Cực Tông cố ý làm vậy,
không nghĩ tới vậy mà thực sự đúng là nghịch tu Phật Pháp đã thành ma công. Ba vị độ kiếp kỳ của Hoàng Cực Tông, bổn sự của Chu Xiêm còn không thể xếp hạng đệ nhất. Trọng Dục Tiêu híp mắt, Thanh Càn còn không có vận mệnh quốc gia phù hộ, nhân tài tàn lụi, mắt thấy tình cảnh này vô cùng đau đớn, nghiến răng. Sư đệ, hôm nay ta và ngươi điên thủ, trước giết thằng chó này, cắt đứt phụ tá đắc lực Hoàng Cực Tông. Theo lý, như thế. Diêm Quân hít một hơi sâu, yêu khí quanh thân dũng động, hiển hóa ra một đám yêu vân ở giữa không trung. Sư huynh đệ hai người dắt tay nhau dẫn kiếm, hừng hực kiếm quang tựa như sóng lớn đập trời. Một cái chớp mắt kinh đảo vạn trượng, trùng trùng điệp điệp xuyên suốt hạ xuống, ép tới càn khôn biến sắc, nhật nguyệt rú thảm. Ma quốc trong tay hiện ra đường vân sụp đổ rạn nứt, dưới áp bách cực lớn chậm rãi sụp đổ. Chu Xiêm hiểm hóa ma quốc, miệng mũi tràn máu, hai vết máu chảy xuống từ khóe mắt, khuôn mặt càng tăng thêm ba phần điên cuồng. Đại thiên ma kiếp ấn! Gã điên cuồng hét lên một tiếng, gân cốt quanh thân đùng đùng chấn động, mười ngón tay lật lại, nghịch chuyển ấn quyết ngưng kết Phật ý, hiển hóa ra một đạo luân phiên Phật ảnh màu đen sau lưng. Thân ảnh Thích Ca như ảo như thực, theo Chu Xiêm huyết khí gào thét, cùng giơ hai tay mười ngón ngưng kết đại ấn. Kim quang hiện ra, một cái chớp mắt biến thành màu đen. Giờ phút này thời không đột nhiên đình trệ, màu, sắc, mùi, âm thanh, mọi vật trong thiên địa tất cả đều im lặng, giống như đã bị tước đoạt hết thảy, từ có đến không, ngay cả chuyển động cơ bản nhất cũng không thể tiếp tục. Kiếm quang ma ấn im lặng đụng nhau, im lặng tiêu tan, năng lượng chấn động không cách nào đó nghiền ép bát phương, thế giới bí cảnh sụp đổ không còn tồn tại, ba thân ảnh ngã xuống vực sâu tối om. Ok, tập này dừng đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.